bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thái Tử Khôn ngầm bị phong sát khi lặng lẽ biến mất khỏi các tác phẩm. Phía Thái Tử Khôn vẫn một mực giữ im lặng kể từ khi bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp nổ ra. Theo Sohu, từ ngày 26 tháng 6, sau khi bị bóc ra từng quan hệ tình dục thiếu an toàn khiến bạn tình mang thai, sau đó ép cô gái phá thai, Thái Tử Khôn vẫn giữ im lặng. Nam ca sĩ còn vướng thêm nhiều cáo buộc khác như có con với ba phụ nữ, từng quan hệ với trẻ vị thành niên. Đây đều là những lời tố cáo mang tính chất hủy diệt sự nghiệp, thậm chí có thể khiến Thái Tử Khôn vướng vào vòng lao lý, nhưng nam ca sĩ vẫn nhất quyết giữ im lặng. Những tượng không bị phong sát như Ngô Dược Phàm hay Lý Dịch Phong, thế nhưng ngày 1 tháng 7, Thái Tử Khôn chính thức bị xóa tên khỏi hàng loạt tác phẩm từng tham gia, bao gồm Idol Producer, Thanh Xuân Có Bạn Hai, Keep Running, Canvas Girl, bộ phim Tôi Sẽ Không Để Con Gái Bắt Nạt. Số tác phẩm của Thái Tử Khôn trên Oban hiện tại là con số không tròn chỉnh. Đây được coi là động thái phóng sát ngầm của Trung Quốc đối với ngôi sao vướng scandal đặc biệt nghiêm trọng. Sohu phân tích đến hiện tại, Thái Tử Khôn vẫn chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên các cơ quan quản lý nghệ thuật không thể phóng sát công khai về nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, anh bị coi là nghệ sĩ có đời tư thiếu đứng đắn, có vết nhơ đạo đức, không được xuất hiện trên truyền hình. Chương trình Keep Running hai tập gần đây được quay tại Thái Lan đã bị buộc phải dừng phát sóng vì scandal của Thái Tử Khôn. Theo nguồn tin trong ngành giải trí, các ngôi sao góp mặt ở hai tập này sẽ phải trở lại Thái Lan để quay tập mới. Keep Running đã phát sóng được 11 mùa trong 10 năm. Đây là lần đầu tiên chương trình phải hoãn chiếu do những tin tức tiêu cực của nghệ sĩ.